Chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi cà rốt sao biển như thế này ha các bạn. Các bạn có thể là sử dụng cho chính bản thân mình cũng như là sử dụng cho các bé ha. Ở đây là một cái túi nhỏ xinh, các bạn có thể là đựng một ít tiền hoặc là đựng son, đựng nước hoa mini, các bạn có thể là đựng AirPods hoặc là những cái thứ gì đó mà nhỏ nhỏ xinh xinh á, các bạn có thể là trang trí tùy thích ở cái hình này ha. Ở đây là mình làm nguyên một cái combo bikini sao biển cho bé, cho nên là mình làm một cái túi sao biển luôn. Thì ở đây có một cái móc khóa cà rốt nè các bạn, thì mình có hướng dẫn cho các bạn móc cái combo bikini này rồi ha. Mình sẽ để link ở dưới cái phần bình luận cũng như là cái phần mô tả móc bikini cho bé cũng như là móc quần bikini cho bé ha. Còn đặc biệt là hôm nay là chúng ta sẽ móc cái túi này nha các bạn. Mình nghĩ là ai cũng sẽ móc được cái túi này, kể cả các bạn mới bắt đầu biết móc á, thì những cái mũi móc rất là đơn giản thôi là các bạn. Và mình cũng không có tốn nhiều len nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi này cũng như là cái combo này của Mimi Handmade ha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha. Và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu túi này nè thì mình sử dụng cái len miêu hàng kết hợp với miêu cô tông ha các bạn. Thì hai cái loại này cái cỡ len nó tương đương với nhau á, là tầm khoảng 1.8 đến 2mm á, mình phối chung với nhau được ha. Thì ở đây mình sẽ làm nguyên một cái túi màu cam hết luôn. Cái cọng dây cột nó cũng màu cam, chỉ có cái phần cà rốt á các bạn, thì ở trên cái phần cuốn á thì mình sử dụng một ít màu xanh ha. Ở đây là màu xanh, mình chọn màu số 37 của len miêu cô tông cuộn 125g nè. Còn miêu hàng á mình chọn màu cam mã số 10 nha các bạn. Và kim móc mình sử dụng hôm nay sẽ là kim móc 2.5mm. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình một cái kim đánh dấu như thế này để mà chúng ta móc cái củ cải nha. Còn cái củ cà rốt nha, với lại một ít bông gòn như thế này nè để mình nhồi vô. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kim khâu len với kéo cắt len nha. Với lại bạn nào mà dán cái phần sao biển lên cái túi á thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm một ít keo nến, hoặc là các bạn có thể là may bằng len hoặc là kim chỉ may đều được nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái màu chính của các bạn ra để mà chúng ta tạo một cái nút thắt trước ha. Các bạn móc lên cho mình 20 mũi móc xích, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sau đó các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích nữa, đâm kim vào cái chân móc thứ 20, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Và lần lượt những cái chân móc còn lại, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn móc đến cuối hàng nha. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ cái chân móc cuối cùng mình đã móc một mũi móc đơn vào đây rồi nè. Các bạn móc thêm cho mình 3 mũi móc đơn nữa nha. 1 2 3. Rồi bây giờ như vậy là cái chân móc cuối cùng này chúng ta đã có được 4 mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ xoay ngang nó lại ha. Mỗi chân móc ở bên phần đối diện đó, các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Chân đầu tiên một đơn nè, chân kế bên một đơn, nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng. Tới cuối hàng cái chân móc cuối cùng á, các bạn sẽ móc cho mình vào đó là 3 mũi móc đơn cùng một chân ha. Tại vì kết hợp với một mũi móc đơn đầu tiên mà chúng ta đã móc rồi đó thì nó sẽ được là 4 mũi móc đơn. Nó đối diện với bên đây, nó đối xứng với nhau á các bạn, nó đều hơn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cái chân móc cuối rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc cuối 3 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kết thúc hàng móc. Như vậy là mình đã xong cái phần đáy túi rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên cái phần thân túi ha. Các bạn móc lên 2 mũi móc xích nha, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, móc một mũi móc kép. Chân móc thứ 2 một mũi móc kép.
Và bây giờ các bạn sẽ móc lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hè luôn ha. Xung quanh cái vòng này luôn nha các bạn. Nè, cứ mỗi chân móc nè, các bạn cứ móc mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng bên đây luôn ha. Như vậy là mình sẽ lên hàng đầu tiên của cái phần thân là hàng mũi móc kép đầu tiên á. Bây giờ mình đã móc đến cuối hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này ha. Kết thúc hàng thứ nhất của cái phần thân túi. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình khoảng 13-14 hàng nữa nha. Giống như cái hàng thứ nhất này nè, chúng ta cứ móc lên 2 mũi móc xích và móc vào cái chân móc đầu tiên một kép. Những cái chân móc còn lại cũng tương tự ha, mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng. Thì chúng ta sẽ kết thúc hàng móc thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 rồi đến hàng thứ 14, thứ 15 á, thì mình sẽ gặp lại các bạn ha. Tới lên đó đi rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái dây cột với lại mình làm cái cà rốt nữa là xong á các bạn. Rất là nhanh chóng với cái chiếc túi này luôn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ hoàn thành cái hàng thứ hai này và lên thêm nhiều hàng móc nữa. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta đạt tới cái chiều cao mà chúng ta mong muốn nha. Mình đã móc được tổng cộng 15 hàng rồi nè các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ha. Rồi bây giờ các bạn trượt mũi đi. Rồi mình kéo ra một cái đoạn len. Rồi mình cắt len ha. Các bạn không cần móc lên một mũi móc xích đâu. Rồi các bạn sẽ rút cái này lại, lấy cái kim khâu len á, các bạn sẽ xỏ len này qua cái kim khâu len luôn nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim xuống cái chân móc này. Rồi bây giờ mình sẽ giấu vô phía trong luôn nha các bạn. Rồi cắt len. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai cọng dây ha. Một cọng dây khoảng 60 mũi móc xích nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ chừa ra một cái đoạn len như thế này cho mình ha. Lát nữa cái mình sẽ nối vô cái củ cà rốt á. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt, rồi từ đây các bạn móc lên 60 mũi móc xích cho mình nha. Khi các bạn móc xong á, các bạn cũng chừa ra một cái đoạn len dài, rồi các bạn sẽ cắt len ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là hai cọng dây như thế này nha. Rồi các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len nè. Chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ làm ở hàng thứ tư từ trên đếm xuống nha các bạn. 1 2 3 4 nè. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái phần bên hông á. Đây, bên hông nè. Cứ hai chân móc là chúng ta sẽ đâm kim ha. Cứ xen kẽ lên xuống như thế này nha các bạn. Đó rồi cái các bạn sẽ kéo cái phần len này qua. Rồi tiếp tục các bạn lại làm mỗi lần vậy đó, hai mũi. Rồi chúng ta làm lên làm xuống, làm lên làm xuống ha. Tới cái đầu bên kia luôn. Rồi xong rồi cái dây còn lại á, chúng ta sẽ bắt đầu từ ở phía bên đối diện á. Nè. Rồi, chỗ này các bạn sẽ kéo qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái cọng này luôn nha. Các bạn cũng sẽ xỏ qua cái kim khâu len nè. Rồi các bạn thích trang trí gì thì trang trí ha, tại vì ở đây á mình làm cái nguyên cái combo bikini này nè, cái sao biển á, với lại cái màu cà rốt á, cho nên là mình mới trang trí như vậy. Thì ở chỗ này các bạn có thể là trang trí bông, hoặc là các bạn có thể là trang trí con vật gì cũng được, hoặc là các bạn có thể thêu tên rồi móc, hoặc là móc tên gì đó các bạn làm đây ha. Nó rất là dễ thương, nói chung là tùy theo các bạn sẽ ấy. Hoặc là thỏ các bạn móc mặt thỏ, mặt gấu vậy đó. Rồi cái chúng ta sẽ trang trí thêm cho nó đẹp ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình nè. Từ ở chỗ bên đây ha. Nè, hai cái cọng len này nè. Đó, hai cái cọng này. Rồi, chúng ta cứ làm y hệt luôn ha. Đừng có làm ngược lại. Tức là cái mũi nào ẩn á, thì chúng ta sẽ cho nó ẩn nha. Cái mũi nào nổi thì chúng ta sẽ cho nó nổi lên.
chứ chúng ta làm ngược là chúng ta kéo nó không có được á. Chúng ta làm cái số chẵn mà. Đó. Mình làm gần tới nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo thử ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Một lát nữa cái chúng ta sẽ nối cái củ cà rốt nó vô đây. Thì cái cọng dây của mình nó sẽ nằm ở đây. Còn nếu mà các bạn muốn mà nó xích lên xíu nữa thì chúng ta sẽ gỡ ra thêm vài móc xích ha, để cho nó nằm ở phía trên cũng được nè các bạn. Cái này chắc mình phải gỡ ra chừng 8 đến 10 móc xích nữa quá nè. Mình muốn nó nằm ở phía trên á cho nó đẹp hơn cũng được nữa. Hoặc là các bạn làm gì, bây giờ là mình chắc mình sẽ gỡ ra 10 móc xích nữa các bạn, để cho nó nằm phía trên luôn ha. Rồi cái này nói chung là tùy theo các bạn ấy đi. Gỡ thì hồi nãy mình cắt cái chỗ nào đó thì mình gỡ ra cái chỗ đó rồi cái mình làm thôi. Ví dụ như chỗ này nè, hồi nãy mình đã cắt á các bạn, thì mình gỡ nó ra, cái mình tuôn ra 10 mũi nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó các bạn, xong rồi các bạn sẽ ấy lên. Rồi các bạn làm lại ha. Rồi cái này với cái này là chung cái nè. Rồi bên đây mình cũng giảm 10 mũi nữa. Rồi cái các bạn ấy, các bạn nào mà chưa có làm thì các bạn làm 50 mũi thôi ha, thay vì là 60 mũi như mình nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ hoàn thiện cái này đi rồi mình hướng dẫn cho các bạn móc cà rốt. Bây giờ các bạn sẽ lấy len ra để chúng ta tạo cà rốt nha. Các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi móc đơn vào vòng tròn này nha. 2 3 4 5 6. Rồi các bạn kéo rút nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á các bạn. Các bạn sẽ móc hàng thứ hai luôn ha. Chúng ta sẽ móc xoắn ốc ha. Các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân vào cái chân móc đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ lấy kim đánh dấu á, đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này nè. Đó. Rồi các bạn sẽ kéo rút lại một lần nữa. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân thứ tư 1 đơn. Chân thứ năm 2 đơn. Chân thứ sáu chân móc cuối cùng 1 đơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc cái hàng móc thứ ba ha. Móc hàng móc thứ ba thì các bạn sẽ móc mỗi chân móc là 1 mũi móc đơn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của hàng móc thứ ba, móc 1 mũi móc đơn. Sau đó là các bạn sẽ đánh dấu nó lại. Rồi bây giờ mỗi chân móc các bạn móc cho mình mỗi mũi móc đơn luôn nha. Rồi tới đây nó cong cong á, cái các bạn lận lên để cho chúng ta dễ móc hơn ha. Rồi mình còn hai chân móc nữa là mình kết thúc hàng móc thứ ba đó các bạn. Rồi móc hàng móc thứ tư nha. Hàng móc thứ tư thì các bạn sẽ móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, đánh dấu lại. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba 2 mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn ha các bạn. 1 1 2. Rồi các bạn móc nè. 1 1 2. Tiếp tục 1 1 2.
bây giờ móc cái hàng móc thứ 5. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơ ha. Rồi đánh dấu lại. Rồi các bạn sẽ móc những chân móc còn lại mỗi mũi móc đơ đến cuối hàng. Kết thúc hàng móc thứ 5, các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra móc hàng móc thứ 6. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, đánh dấu lại. Chân móc thứ 2, một mũi móc đơn. Chân móc thứ 3, hai mũi móc đơn cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. 1 1 2. Nè, 1 1 2. Rồi các bạn móc tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta kết thúc hàng móc thứ 6, móc hàng móc thứ 7, thứ 8, thứ 9. Mỗi hàng là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. Mỗi hàng là các bạn cứ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Hết hàng thứ 7 rồi lên hàng thứ 8 rồi lên tới cuối hàng móc thứ 9 rồi mình sẽ gặp lại các bạn ha. Chúng ta sẽ không có tăng mũi ở hàng này để chúng ta làm cái phần thân nó đi lên cao luôn nè các bạn. Rồi xong rồi chúng ta giảm mũi một cái là chúng ta gần xong rồi đó. Cái tại vì cái củ cà rốt này nè nó mini á, cho nên là chúng ta móc rất là nhanh ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc hàng móc thứ 7, thứ 8, thứ 9 rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái hàng móc thứ 10 nha các bạn. Hàng móc thứ 10 các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên một đơn nha. Đánh dấu nó lại. Chân móc thứ 2 các bạn sẽ móc một đơn. Chân móc thứ 3, thứ 4 các bạn sẽ thực hiện mũi giảm cho mình ha. Đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ 3, đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của cái chân móc thứ 4. Rồi các bạn kéo len qua hai vòng. Rồi bây giờ như thế này gọi là một mũi giảm ha các bạn. Các bạn sẽ móc là một đơn, một giảm. Một đơn, một giảm. Rồi lần lượt như thế các bạn móc đến cuối hàng luôn ha. Một đơn, một giảm. Rồi các bạn móc đến cuối hàng. Rồi bây giờ các bạn móc cái hàng móc cuối cùng, hàng móc thứ 11 á các bạn. Các bạn sẽ giảm mũi đầu và mũi thứ hai ha. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên trong của chân móc đầu tiên, nửa cái nhánh bên trong của chân móc thứ hai kéo len qua và thực hiện một mũi giảm. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo cái len này lên này. Các bạn sẽ nhồi cái bông này vô cho mình ha. Chúng ta sẽ nhồi cho nó chặt chặt luôn ha các bạn, để cho nó ra cái hình của cà rốt luôn nha. Đến cuối hàng chúng ta nhồi thêm xíu nữa cũng được nữa, để cho nó khít hơn. Còn lát nữa cái cuối hàng cái mình nhồi thêm lần nữa ha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này. Chân móc thứ 3 và chân móc thứ 4 các bạn cũng thực hiện mũi giảm cho mình ha. Cứ hai chân móc là các bạn sẽ giảm. Đó bây giờ rất là đơn giản đúng không các bạn. Mình giảm gần tới cuối hàng rồi nè. Rồi chân móc cuối cùng. Giờ các bạn sẽ tháo cái kim đánh dấu này ra. Các bạn sẽ trượt mũi vào đây đi. Cắt len luôn nha. Các bạn cắt ra một cái đoạn len. Và các bạn rút nó lại. Rồi các bạn nhồi vô cho nó cứng cứng xíu nữa nha. Các bạn làm hai củ cà rốt nha. Khi mà nhồi bông á, thì cũng để ý á, cái củ đầu tiên á, mình nhồi cái kích thước nè, thì cái củ còn lại thì chúng ta sẽ nhồi đúng cái kích thước đó thôi ha, để tránh tình trạng là nhồi bông nó không đều á các bạn. Cái to cái nhỏ á, rồi mình thấy là nó hơi đều đều rồi đó, cho nên là mình sẽ ngưng nó lại ha.
Và bây giờ các bạn sẽ lấy kim khâu len ra cho mình nha. Xỏ len qua kim khâu len. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài nè các bạn. Rồi các bạn kéo len ha. Đâm kim vào nhánh bên ngoài của chân móc tiếp theo, kéo len. Đâm kim vào nhánh bên ngoài của nhánh tiếp theo nè. Tiếp theo. Và chân cuối cùng nè các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó hờ hờ thôi ha. Không cần sát quá đâu các bạn. Để một hồi nữa các bạn sẽ làm cái để nối này vô nè. Rồi bây giờ các bạn còn dư nhiêu á, các bạn sẽ đưa nó xuống đây đi. Rồi đưa nó vòng vòng nha. Khi đưa vòng vòng chúng ta sẽ đưa đúng cái chân móc nha các bạn. Đừng đưa khác chân móc là nó dính len không có đẹp á. Giờ cắt len nè. Giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh ra nha. Rồi hồi nãy chúng ta đã đâm kim vào cái nhánh bên trong rồi đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài, nhánh còn lại nè. Các bạn kéo cái len màu xanh qua. Móc lên cho mình 4 mũi móc xích. Đâm kim vào cái chân móc thứ 3. Các bạn thực hiện 1 mũi dời. Thứ 2 1 mũi dời. Thứ nhất 1 mũi dời. Nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc nè. Đâm kim vào cái chân móc kế bên. Các bạn sẽ thực hiện 1 mũi dời. Tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích. Lại thực hiện 3 mũi dời cho mình. 1 2 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc kế bên. Rồi lại móc lên 4 mũi móc xích. Lại 3 trượt. 1 2 3. Cắt cái cọng len thừa màu xanh này đi các bạn. Rồi bây giờ các bạn nè. Ở đây đây còn một cái chân móc kế bên nè. Rồi, các bạn làm thêm cho mình hai cái cuốn như thế này nữa ha. Các bạn móc lên 4 mũi xích, móc 3 mũi trượt. Các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc mũi dời này nha. Trượt vào bên trong cái chân móc mà kế bên cạnh này nè. Sau đó là các bạn sẽ móc thêm cho mình một cái cuốn nữa và các bạn sẽ trượt mũi vào bên trong cái chân này nè, cái chân móc đầu tiên nha. Quên nữa các bạn, khi mà các bạn rút cái này lại rồi á thì các bạn muốn làm cái móc khóa thì các bạn sẽ nè, cái này nó có một cái khoen, cái các bạn nó gỡ cái khoen này ra, cái các bạn sẽ đưa nó vô phía trong này ha, rồi các bạn sẽ làm cái phần cuốn sau nha các bạn. Đó, mình đưa nó, mình làm cái khoen này trước rồi sau đó là mình hãy làm cái phần cuốn lá này nha. Như vậy thì nó mới được đẹp gì nè các bạn. Rồi giờ mình sẽ trượt mũi vô đây. Một, hai, ba, bốn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái cuốn cuối cùng. Siêu dễ luôn đúng không các bạn? Nè, trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Rồi móc lên một mũi móc xích đi các bạn. Cắt len nha. Rồi các bạn sẽ kéo rút nó lại. Rồi các bạn sẽ đưa nó qua bên đây. Rồi đưa nó xuống dưới này. Xong rồi các bạn sẽ đưa luồn qua đây. Sau đó luồn qua đây. Rồi các bạn cắt len luôn nha. Đó các bạn,
Giờ các bạn sẽ lấy một ít len màu trắng ra cho mình nha. Rồi các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len ha. Rồi các bạn lựa chọn cái mặt nào mà các bạn ưng ý á, để các bạn sẽ làm cái phần này. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm tương tự như thế này cho mình ha. Nè, làm 1, 2, 3 ở hàng móc thứ 3 các bạn. Nè, hàng móc thứ 3 nè. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên trên phía trên đi ha, để chúng ta có một cái đoạn len nó dài dài để nó cố định lại. Rồi các bạn sẽ đưa qua đây các bạn nha, 1 2 3 4 cái chân móc thứ tư ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa qua bên đây luôn cũng được nữa nè. Đó, rồi cái này là làm ngược tay mình rồi đó các bạn. Mấy cái kia mình làm ngược lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa nó qua đây ha. Như vậy là mình đưa nó qua bên chỗ cái chân móc này, đi xuống tới dưới này luôn đi các bạn nè. Đó, rồi bây giờ chúng ta lại đưa nó qua bên đây, cái này là qua 1 2 3 thôi nè. Rồi đưa thẳng nó lên phía trên luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã làm xong rồi đó. Các bạn sẽ đưa cái cọng màu trắng này cho nó đi vòng vòng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len đi. Để này xuống. Rồi các bạn sẽ đưa từng cọng nó vô ha. Xỏ qua. Rồi các bạn sẽ đưa nó vô chính giữa nè. Rồi đưa nó vô xuống dưới này luôn đi. Đó các bạn. Xong rồi các bạn sẽ đưa nó xuống một chân móc ở đây ha. Rồi các bạn sẽ xoay nó vòng vòng đi. Rồi các bạn cắt len nha. Rồi bên cái chân móc này, bên cái cọng len còn lại á, các bạn cũng sẽ làm tương tự luôn nha. Nè, chúng ta sẽ đưa nó vô chính giữa. Rồi giờ các bạn sẽ đưa nó vô, đưa nó xuống một cái ha, để cho nó giữ lại. Tại vì cái này mình nhồi bông á, nó cũng nặng đó các bạn, thì chúng ta phải làm vậy. Với lại nó cùng màu mà, cho nên đâu có sao đâu. Rồi các bạn đưa qua đưa lại, rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Cắt len đi các bạn. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi nè. Tên tên. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái chiếc túi cà rốt sao biển này ha các bạn. Để giờ chúng ta có thể là để dành đựng son nè, AirPods, hoặc là các bạn có thể là đựng tiền, một ít tiền lặt vặt nè, hoặc là những cái gì nhỏ xinh đó, để sử dụng cho chính bản thân mình cũng như là cho bé luôn ha các bạn. Và ở đây là nguyên một cái combo nè các bạn ơi, xinh xắn quá chừng luôn. Cái combo này thì combo bikini này nè các bạn, mình đã có hướng dẫn ở clip trước rồi. Nếu mà các bạn thích móc cho bé thì các bạn có thể là tham khảo ở dưới cái phần bình luận ha, hoặc là cái phần mô tả mình sẽ để cái link móc dưới đó để cho các bạn dễ dàng ha. Móc rất là dễ luôn, mình chia ra hai video, một cái là quần, một cái là áo. Còn ở đây là có thêm một cái móc khóa nhỏ xinh đó nè các bạn. Cute ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu này cũng như là cái combo cà rốt này ha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha. Và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.